Chúng ta xem phần tiếp theo. Nhờ phước đức đời trước doanh hộ, phước tu từ đời trước có phước đức. Doanh có nghĩa là kinh doanh. Hộ là bảo hộ. Phần sau giải thích chữ doanh theo Nhất Thiết Kinh âm nghĩa, có nghĩa là vệ gì, có nghĩa là bảo vệ. Doanh hộ ở đây có nghĩa là bảo vệ. Nhờ tu phước tích đức đời trước mà bạn được bảo vệ. Phần trên nói người ác có thể hoành hành nhất thời. Những người làm ác vẫn sống nhẫn nhơ, chức tước vẫn có, lại rất giàu sang. Ngày nào họ cũng làm ác, giống như không có quả báo. Bản thân họ cũng không tin có báo ứng. Duyên cớ ở đâu? Phước đức đó đều là do họ gây tạo từ đời trước. Họ chưa hưởng hết. Những tội nghiệp họ tạo ra, quả báo vẫn chưa hiện ra. Tại sao? Họ hưởng chưa hết phước báo. Đến khi hưởng hết phước báo, những tội báo đó sẽ hiện ra. Đến lúc đó hối không kịp. Bởi thì họ có thể làm càng một thời, đều do phước đức tạo ra đời trước bảo vệ. Đời nay làm ác, phước đức tận diệt, lúc đó ác báo mới đến. Phước đức họ chưa tận diệt, họ vẫn còn hưởng phước. Đại sư Vọng Tây nói: nay do tạo ác, hiện trước diệt rồi, thân thiện bỏ đi, nên đời này gặp nạn. Nạn này rất nặng. Quả báo hiện tiền sẽ như thế nào? Có thể mang bệnh khổ, hoặc gia sản mất mát. Công ty phá sản. Mất công ăn việc làm. Cuộc sống lập tức bị uy hiếp. Đấy là khổ báo. Đời này tạo ác sẽ mang phước báo đời trước dần kéo thấp xuống. Mọi người chúng ta thường gọi là giảm phúc. Ví dụ phước báo, của cải là phước báo. Số anh ta rất giàu có, bởi ngang tàn bá đạo, cậy thế làm càn, cướp đoạt của cải người khác, cho rằng ta có thể làm được điều đó, có trí tuệ, có quyền hạn, có thể hại người, đưa của cải mọi người về cho mình. Dạng người này không thiếu trong xã hội. Những thứ họ lấy được, nói thật, đó là do số họ có.
nhưng đã bị giảm. Thí dụ, dùng số anh ta có một vạn ức, bởi cậy thế làm càng, những của cải anh ta có được chỉ còn 5.000 ức. Anh ta đã thấy đủ. Không ngờ đáng lý mình có một vạn ức, đâu ngờ mình mất một nửa. Tuy thì anh ta vẫn còn 5.000 ức, anh ta vẫn được hưởng. Nhưng nếu anh ta tiếp tục làm ác, mỗi lần tạo tội làm hại người như thế, anh ta bị tổn hại một ít, cuối cùng là mất tất cả. Hết phước báo, hết rồi, những quả báo tội nghiệp anh ta tạo trong đời này tất cả bày ra. Tội báo bày ra sẽ đến đâu? Đến địa ngục. Đây là người có phước báo nhưng không có trí tuệ, hưởng phước mà không biết tạo phước. Chỉ biết lừa dối mọi người, gọi là cậy thế hại người. Người học Phật phải cảnh giác, quan sát thật kỹ, rất kỹ. Hậu quả của họ không thể lường được, rất đáng thương. Quý vị phải nghĩ đến quả báo anh ta phải nhận, quý vị sẽ sinh tâm thương xót, lòng yêu thương, rất đáng thương. Rồi sẽ tha thứ cho họ. Thật sự họ không biết. Mì hồ điên đảo, mê làm điên đảo nên tạo nghiệp nặng. Thiện thần bỏ đi, khi thần thiện đã bỏ đi, mạng sống sẽ hết. Hai vị thần giữ sanh câu lai là đồng sanh đồng danh tên, nếu ngài đã bỏ đi, mạng sống của quý vị sẽ hết. Đời này gặp nạn, nạn này rất nặng. Đây là gì? Mạng quý vị đáng lý chưa hết, khi gặp nạn nhà tan cửa nát. Bệnh khổ liên miên, gọi là sống để chịu tội. Tội này có ngắn, có dài. Hồi tôi học Phật đã gặp một trường hợp ở Đài Loan, cũng là một người giàu có, cuối đời mắc chứng quên của người già, rất đáng thương. Mọi người trong nhà không biết, chỉ con dâu biết. Vợ đứa con thứ hai của ông, cô săn sóc ông rất cẩn thận, chỉ mình cô này biết, những người con cháu khá không ai biết. Còn sống có tiền, 3 ca hộ lý trực 24 giờ, săn sóc mười mấy năm thì mất, chịu tội. Đang sống nhưng nằm bất động trên giường, không biết đến gì. 50 mấy năm như thế mới chết. Con cái không đứa nào có hiếu, ai săn sóc ông?
đúng là đau khổ một mình. Tuy lúc đó chúng tôi học Phật, nhưng vẫn chưa thấu hiểu kinh giáo, chưa hiểu sâu sắc, chỉ thấy ông đáng thương. Tiền của dư thừa như thế, hưởng thụ được gì? Chỉ là ba ca hộ lý, túc trực 24 giờ, ông chỉ hưởng thụ được chừng đó. Dùng tiền vào việc đó, quý vị nghĩ ông tiêu bao nhiêu tiền một tháng? Ăn uống mỗi ngày không thể nào nuốt trôi, phải dùng kim tiêm bơm dinh dưỡng vào. Tuy kéo dài được mười mấy năm, khi mất, công ty giải thể, con cháu đông, nhà lớn nhà nhỏ đều giải thể hết. Đó là những gì chúng tôi tận mắt chứng kiến. Sau này đổi chiều khi đọc kinh Phật, kinh dạy những chuyện như thế. Tệ nạn sớ nói, điều lành đời trước đã hết, thân thiện bỏ đi, thân không chủ nương, chịu nhiều hoạn nạn, đó là đau đớn. Cách nói này như cách nói của đại sư vọng Tây ở trước, rất giống với những gì Tề Nạnh Sớ nói, giống nhau về ý. Những công đức thiện căn được gieo trồng từ đời trước có lúc sẽ hưởng hết, nó đem phước báo đến cho quý vị, phước báo có thể hưởng hết. Sau khi hưởng hết, thân thiện bỏ đi, không nơi nương tựa, chỗ nương tựa là khổ nạn, đó là đau khổ. Đến lúc đó thật sự muốn sống không được, muốn chết không xong. Họ không chết, hơi thở vẫn còn, nhưng không biết gì, không biết một thứ gì. Ngày ăn uống cũng không biết. Bởi thì bác sĩ hướng dẫn thời gian bao lâu sẽ bơm cho ông những gì, y tá làm theo. Lợi danh tịch của họ, danh là tên tuổi, tịch là sổ ghi tội, giống như tài liệu ngày nay. Những tội nghiệp do người đó tạo ra đều được ghi vào trong đó, ghi tại thần minh. Thần minh đem những tội ác của người làm ác ghi vào cuốn sổ. Tội lỗi dẫn đi. Hồi sơ nói, không thể người khác dẫn ta, bởi nghiệp trói buộc, tự nhập cõi ác vậy. Ai dắt ta đi? Không ai khác. Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ địa ngục từ đâu. Không phải trời tạo, không phải thiên thần tạo nên, cũng không phải quỷ thần tạo nên. Không phải người tạo. Địa ngục là do tội nghiệp biến hiện ra, không khác nằm mơ.
Chúng ta thử nghĩ, ai tạo ra những cảnh tượng trong mơ? Khi tỉnh dậy bình tĩnh, để tâm nghĩ ngợi, những cảnh tượng trong mơ từ đâu mà có? Không biết từ đâu đến. Khi tỉnh dậy không thấy nữa, nó vẫn chưa biến mất, không đến không đi. Đó là cảnh tượng không sinh không diệt, không người tạo nên, hoàn toàn tự tác tự thọ. Thiện nghiệp sẽ tạo nên mộng lạnh, ác nghiệp thế nào sẽ mơ ác mộng. Thiện ác báo ứng, chúng ta có thể tìm được câu trả lời trong giấc mộng. Nghĩa là tự tác tự thọ, như lời Phật Bồ Tát Thánh Hiền đã dạy. Nếu quý vị oán trời trách đất, đây gọi là tội càng thêm nặng, sai càng thêm sai. Bởi thế hai câu sau rất hay: tự vào cõi ác, là cõi ác từ nơi ác nghiệp của quý vị tạo nên. Cõi ác là địa ngục, nhập vào giạc lửa. Giạc là gì? Chảo. Chảo lớn gọi là giạc. Tự nhập vào ngục lửa và chảo nước sông. Những thứ này mô tả những cảnh tượng địa ngục, cảnh giới địa ngục. Ngục lửa là đốt cháy. Giạc sôi là nấu trong nồi. Ai làm những việc này? Chúng ta thì giết vật, ăn thịt. Xác những động vật này có phải để chúng nó nấu nướng chăng? Đó là giạc sôi. Hôm nay quý vị nấu thịt, đến địa ngục tự mình nấu mình. Tại sao? Nghiệp biến hiện ra. Biến hiện địa ngục giạc sôi, quý vị tự đến nhảy vào đó. Nhảy vào đó, cả địa ngục là biển lửa, quý vị chạy nhảy trong đó. Tịnh ảnh sứ nói: nghiệp ác lôi đi, quỷ thần ghi sổ, đem vào đường ác, chịu khổ thiêu đốt. Nên nói rất khổ. Đến địa ngục, thấy những cảnh giới trong địa ngục. Trong địa ngục có đầu trâu mặt ngựa,
những ác quỷ đó định trị tội quý vị. Những ác quỷ đó từ đâu mà có? Tất cả đều do nghiệp lực chúng ta biến hiện ra. Không liên can gì đến bên ngoài. Tất cả đều do nghiệp lực ta biến ra. Thậm chí ở trong địa ngục, quý vị còn thấy vua Diêm La, thấy quỷ vương, tất cả đó đều do nghiệp lực chúng ta biến hiện ra. Đêm ngủ quý vị nằm mơ, mơ thấy Phật Bồ Tát, mơ thấy Phật A Di Đà, cũng do tự tánh biến hiện. Lý do mỗi ngày niệm Phật, mỗi ngày nhớ Phật, nằm mơ Phật liền hiện ra. Mỗi ngày tạo nghiệp ác, tạo sát đạo dâm vọng, nằm thấy mình đến địa ngục, mơ thấy quỷ vương, tất cả đều do ta mà ra. Phật dạy rất đúng, tất cả pháp đều do tâm tưởng sinh. Hay ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm, tất cả đều tự tánh biến hiện ra. Tự tánh năng sinh, năng hiện, năng biến. Các pháp là tự sinh, sở hiện, sở biến. Nói rất cụ thể, rất rõ ràng. Phải hiểu, phải nhận thức đầy đủ. Nếu chúng ta sửa tâm, vấn đề gì cũng được giải quyết. Dạng pháp duy tâm. Nếu tâm tốt lành, tâm nếu tốt, đối nhân sự thị một lòng chân thành, một mực yêu thương, việc gì cũng được giải quyết. Đa Phật.
No.